quý vị, thưa các bạn, phát huy nhiều sáng kiến hiệu quả theo định hướng phát triển bền vững, Sabeco không chỉ từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn thực hiện cam kết thúc đẩy cộng đồng thịnh vượng. Đây là một trong những doanh nghiệp được đánh giá cao có những bước đi cụ thể và hiệu quả trên hành trình tăng trưởng xanh, không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần vào mục tiêu dài hạn, nâng tầm vị thế thương hiệu Việt của doanh nghiệp. Những năm qua, ngày càng có nhiều doanh nghiệp lựa chọn mô hình phát triển kinh doanh bền vững, được vinh danh tại hạng mục Doanh nghiệp bền vững giải thưởng Philip Kotler vào năm 2022. Đầu tháng 5 vừa qua, Sabeco chính thức triển khai giai đoạn 2 của dự án điện mặt trời mái nhà trong hệ thống sản xuất. Hiện nay là 26 nhà máy thì chúng tôi đã lắp ráp, đã và đang lắp ráp 18 cái nhà máy sử dụng cái hệ thống năng lượng mặt trời. Và chúng tôi tiết giảm điện 40% cái lượng điện sử dụng. Hiện nay là chúng tôi đã tiết giảm được 55% cái lượng nước sử dụng để góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên nước. Tới thời điểm hiện nay, chúng tôi đã giảm được 80% cái lượng bùn từ hệ thống nước thải. Đó là những cái giải pháp quản lý sản xuất mà góp phần cho các mục tiêu phát triển bền vững của công ty. Dự kiến đến cuối năm nay, 17 trên 26 nhà máy của doanh nghiệp này sẽ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, giúp tiết kiệm 25 triệu kWh điện, từ đó cắt giảm ước tính 18.000 tấn CO2 mỗi năm, góp phần vào mục tiêu phát thải ròng bằng không của doanh nghiệp vào năm 2050, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu quốc gia về tăng trưởng xanh trong giai đoạn 2021-2030. Dự án làm cái điện mặt trời tại công ty cổ phần Pin Sài Gòn Quảng Ngãi là nằm trong kế hoạch cái dự án lớn của Sabeco về cái tiến trình phát triển bền vững của Pin Sài Gòn. Khi đưa vào khai thác thì chúng tôi đã tiết kiệm được về chi phí năng lượng. Sau khi cái dự án này đưa vào khai thác thì đã giảm phát thải khí CO2 rất là đáng kể. Ngoài việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, Sabeco cũng đã sớm triển khai giải pháp bao bì bền vững cho các dòng sản phẩm của mình, sử dụng vỏ lon mỏng hơn, trọng lượng nhẹ hơn để tiết kiệm nhiên liệu, đồng thời thực hiện chương trình tái chế két bia, kêu gọi các đối tác trong mạng lưới phân phối trên cả nước cùng tham gia, thúc đẩy trách nhiệm xử lý bao bì sau sử dụng của các bên trong quá trình sản xuất và kinh doanh, tăng cường hợp tác với các cơ quan nhà nước và tổ chức xã hội để triển khai các chương trình phát triển bền vững trong cộng đồng. Nếu mà cái chi phí SS chúng ta tính không hợp lý thì gây khó khăn rất lớn cho các ngành công nghiệp nói chung và ngành bia nói riêng. Điều đó sẽ giảm tới cái sản lượng. Tôi cũng muốn nói là EBR, tức là thu gom, xử lý và tái chế sản phẩm, là một việc làm cần thiết hiện nay cho cái mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam. Đối với lại bia chai chẳng hạn, thì cái chai như vậy là đối với lại Sabeco, chúng tôi có những cái giải pháp mà để xoay vòng cái chai trên 10 năm, chúng tôi giám sát cái sản phẩm chai từ sản xuất ra tới thị trường và quay về. Đó là một đổi một. Hiện nay chúng tôi có cái phần mềm để giám sát cái việc đó. Và đồng thời thì chúng tôi có các cái giải pháp để mà xoay vòng chai về. Chúng tôi vẫn có thống kê đầy đủ cái sản lượng mà chúng tôi tiêu thụ. Điều đó sẽ là cái cơ bản để sau này quyết toán khi chính phủ ban hành cho cái việc chi phí sử dụng các bao bì. Với cam kết hướng đến mục tiêu nâng tầm vị thế thương hiệu Việt, góp phần xây dựng cộng đồng và đất nước thịnh vượng hơn, Sabeco sẽ tiếp tục tăng cường các sáng kiến về tăng trưởng xanh, góp phần mạnh mẽ vào mục tiêu chung của quốc gia và từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.